Lời Đức Chúa Trời hàng ngày. Giê-xu cho 5.000 người ăn. Răng chương 6 từ câu 8 đến câu 13. Một môn đồ là anh Rê, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Và trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống. Số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa. Ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Ý tưởng 5 cái bánh và 2 con cá là gì? Thông thường 5 cái bánh và 2 con cá đủ cho bao nhiêu người ăn? Nếu các ngươi tính toán dựa trên sức ăn của một người bình thường, bấy nhiêu đây chỉ đủ cho 2 người. Đây là ý tưởng cơ bản nhất về 5 cái bánh và 2 con cá. Tuy nhiên trong đoạn này, 5 cái bánh và 2 con cá đã dùng để cho bao nhiêu người ăn? Sau đây là điều đã được ghi trong Kinh Thánh: và trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. So với 5 cái bánh và 2 con cá, 5.000 có phải là một con số lớn không? Việc con số này quá lớn cho thấy điều gì? Từ góc độ con người, việc chia 5 cái bánh và 2 con cá cho 5.000 người là điều bất khả thi, bởi vì sự chênh lệch giữa con người và thức ăn là quá lớn. Ngay cả khi mỗi người chỉ cắn một miếng bé tẹo thì cũng vẫn không đủ cho 5.000 người. Nhưng ở đây, Đức Chúa Giê-xu đã làm một phép lạ. Ngài không chỉ đảm bảo rằng 5.000 người có thể ăn no, mà thậm chí còn thức ăn thừa. Kinh Thánh ghi rằng: khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Phép lạ này cho con người thấy được thân phận và địa vị của Đức Chúa Giê-xu và thấy rằng không gì là không thể đối với Đức Chúa Trời. Theo cách này, họ đã thấy được sự thật về quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. 5 cái bánh và 2 con cá đủ cho 5.000 người ăn. Nhưng nếu không có thức ăn gì cả, liệu Đức Chúa Trời có thể cho 5.000 người ăn không? Dĩ nhiên Ngài có thể. Đây là một phép lạ. Do đó, con người chắc chắn cảm thấy nó không thể hiểu thấu, phi thường và bí ẩn. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, việc làm như thế chẳng là gì cả. Nếu đây là điều bình thường đối với Đức Chúa Trời, tại sao nó lại được đưa ra lúc này để diễn dịch? Bởi vì những gì nằm đằng sau phép lạ này chính là ý muốn của Đức Chúa Giê-xu, điều mà nhân loại trước đây chưa từng nhận thức được. Trước tiên, chúng ta hãy cố hiểu 5.000 người này là dạng người gì. Họ có phải là những người theo Đức Chúa Giê-xu hay không? Từ Kinh Thánh, chúng ta biết rằng họ không phải là những người theo Ngài. Họ có biết Đức Chúa Giê-xu là ai không? Chắc chắn là không. Chí ít, họ đã không biết rằng người đang đứng trước họ là Đấng Christ, hoặc có thể một số người chỉ biết danh Ngài và đã biết hay nghe gì đó về những việc Ngài đã làm. Sự tò mò của họ về Đức Chúa Giê-xu chỉ vừa dấy lên khi họ nghe những câu chuyện về Ngài, nhưng chắc chắn không thể nói rằng họ theo Ngài, càng không hiểu Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy 5.000 người này, họ đang đói và chỉ có thể nghĩ đến việc ăn cho no. Như vậy, chính trong bối cảnh này mà Đức Chúa Giê-xu đã thỏa mãn sự thèm khát của họ. Khi Ngài thỏa mãn sự thèm khát của họ, trong lòng Ngài nghĩ gì?
thái độ của Ngài như thế nào đối với những người chỉ muốn ăn cho no? Vào lúc đó, những ý nghĩ của Đức Chúa Giêsu và thái độ của Ngài có liên quan với tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời. Đối mặt 5.000 người với cái bụng rỗng, những người chỉ muốn ăn một bữa no, đối mặt với những người đầy sự tò mò và hy vọng về Ngài, Đức Chúa Giêsu chỉ nghĩ đến việc sử dụng phép lạ này để ban ân điển trên họ. Tuy nhiên, Ngài đã không hy vọng rằng họ sẽ trở thành những người theo Ngài, bởi Ngài biết rằng họ chỉ muốn tham gia cuộc vui và ăn cho no. Do đó, Ngài tận dụng tốt nhất những gì Ngài có ở đó và đã dùng 5 cái bánh và 2 con cá để cho 5.000 người ăn. Ngài đã mở mắt cho những người thích những điều thú vị, những người muốn chứng kiến phép lạ, và họ đã tận mắt thấy những điều Đức Chúa Trời nhập thể có thể làm được. Mặc dù Đức Chúa Giêsu đã dùng sự thật để thỏa mãn sự tò mò của họ, trong lòng Ngài đã biết rằng 5.000 người này chỉ muốn có một bữa ăn ngon. Do đó, Ngài đã không thuyết giảng cho họ hay nói bất cứ điều gì cả. Ngài chỉ để họ thấy phép lạ này như nó đã xảy ra. Ngài tuyệt đối không thể đối đãi với những người này theo cùng cách Ngài đối đãi với các môn đồ của mình, những người thật sự theo Ngài. Nhưng trong lòng Đức Chúa Trời, tất cả mọi tạo vật đều dưới sự thống trị của Ngài, và Ngài sẽ cho phép mọi tạo vật trong tầm mắt của Ngài vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời khi cần thiết. Mặc dù những người này đã không biết Ngài là ai và đã không hiểu Ngài hay có bất kỳ ấn tượng đặc biệt nào về Ngài, hay có lòng biết ơn đối với Ngài, kể cả sau khi họ đã ăn bánh và cá, đây không phải là điều Đức Chúa Trời bận tâm. Ngài đã ban cho những người này một cơ hội tuyệt vời để được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Một số người nói rằng Đức Chúa Trời có nguyên tắc trong những việc Ngài làm, rằng Ngài không coi sóc hay bảo vệ những người không tin, và rằng đặc biệt Ngài không cho phép họ hưởng ân điển của Ngài. Có thật như thế không? Trong mắt Đức Chúa Trời, miễn sao họ là những tạo vật sống mà chính Ngài đã tạo ra, Ngài sẽ quản lý và chăm sóc họ, và theo nhiều cách, Ngài sẽ đối đãi với họ, lên kế hoạch cho họ và cai trị họ. Đây là những ý nghĩ và thái độ của Đức Chúa Trời đối với muôn vật. Mặc dù 5.000 người ăn bánh và cá đã không có kế hoạch theo Đức Chúa Giêsu, Ngài đã không đưa ra yêu cầu gay go gì với họ. Khi họ đã ăn no, các người có biết Đức Chúa Giêsu đã làm gì không? Ngài có thuyết giảng cho họ không? Ngài đã đi đâu sau khi làm việc này? Kinh Thánh không ghi rằng Đức Chúa Giêsu đã nói bất cứ điều gì với họ, chỉ là Ngài âm thầm rời đi khi đã làm phép lạ của Ngài. Như vậy, Ngài có đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với những người này không? Có sự căm ghét nào không? Không. Ở đây không có điều nào trong số này. Ngài đơn thuần không còn muốn chú ý gì đến những người không thể theo Ngài. Và vào lúc này, lòng Ngài đau đớn. Bởi Ngài đã thấy sự suy đồi của nhân loại, và Ngài đã cảm thấy sự chối bỏ của nhân loại với Ngài. Khi Ngài thấy những người này và Ngài ở cùng họ, Ngài buồn rầu bởi sự trì độn và ngu dốt của con người, và lòng Ngài đau đớn. Tất cả những gì Ngài muốn là rời khỏi những người này nhanh nhất có thể. Chúa đã không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về họ trong lòng Ngài. Ngài đã không muốn bận tâm gì đến họ. Và hơn thế nữa, Ngài đã không muốn dành năng lượng của Ngài cho họ. Ngài biết rằng họ không thể theo Ngài. Nhưng bất chấp điều này, thái độ của Ngài với họ vẫn rất rõ ràng. Ngài chỉ muốn đối đãi tử tế với họ, ban ân điển trên họ. Và quả thật, đây là thái độ của Đức Chúa Trời đối với mọi tạo vật dưới sự thống trị của Ngài. Đối đãi tử tế với mọi tạo vật, chu cấp cho chúng và nuôi dưỡng chúng. Chính vì lý do rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài đã tỏ lộ một cách rất tự nhiên thực chất của riêng Đức Chúa Trời và đối đãi tử tế với những người này. Ngài đã đối đãi với họ bằng lòng nhân từ và khoan dung, và với một tấm lòng như thế, Ngài cho họ thấy sự tử tế. Cho dù những người này nhìn nhận Đức Chúa Giêsu như thế nào,
và cho dù sẽ có loại kết cục gì, Ngài cũng đối đãi với mọi tạo vật dựa trên thân phận của Ngài là Chúa của mọi sự tạo dựng. Mọi điều Ngài tỏ lộ đều là tâm tính Đức Chúa Trời. Ngài có gì và là gì, không có ngoại lệ. Đức Chúa Giê-xu đã âm thầm làm điều này và sau đó âm thầm rời đi. Đây là khía cạnh nào trong tâm tính Đức Chúa Trời? Các ngươi có thể nói rằng đây là lòng yêu thương nhân từ của Đức Chúa Trời không? Các ngươi có thể nói rằng đây là lòng vị tha của Đức Chúa Trời không? Có phải đây là điều một người bình thường có khả năng làm không? Chắc chắn là không. Về thực chất, 5.000 người mà Đức Chúa Giê-xu đã cho ăn bằng 5 cái bánh và 2 con cá là ai? Các ngươi có thể nói rằng họ là những người tương hợp với Ngài không? Các ngươi có thể nói rằng tất cả họ đều thù nghịch với Đức Chúa Trời không? Có thể nói một cách chắc chắn rằng họ tuyệt đối không tương hợp với Chúa và thực chất của họ hoàn toàn thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã đối đãi với họ như thế nào? Ngài đã dùng một phương pháp để xoa dịu sự thù nghịch của con người đối với Đức Chúa Trời. Phương pháp này được gọi là sự tử tế. Nghĩa là, mặc dù Đức Chúa Giê-xu xem những người này là những kẻ tội lỗi, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, họ dẫu sao vẫn là tạo vật của Ngài. Do đó, Ngài vẫn đối đãi tử tế với những kẻ tội lỗi này. Đây là lòng khoan dung của Đức Chúa Trời, và lòng khoan dung này được quyết định bởi thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đây là điều mà không con người nào do Đức Chúa Trời tạo ra có khả năng cả. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm điều này.